Hello, xin chào mọi người nha. Chào mọi người. Hôm nay là cái buổi cuối của Sự Nguyễn ở tại khách sạn Mary. Bây giờ Sự Nguyễn sẽ mời mọi người cùng đi lấy thức ăn buffet sáng với Sự Nguyễn rồi. Cùng có những cái gì ở đây rồi Sự Nguyễn chia sẻ rồi mọi người sau này có dịp đến khách sạn này Sự Nguyễn rất là hài lòng luôn á nha mọi người. Đây là ngũ cốc nè. Đây mình lấy cái ngũ cốc này ra. Đây là cái ngũ cốc mà Sự Nguyễn mới lấy ra. Pha chung vô luôn rồi mọi người. Sự Nguyễn cho sữa vào luôn ha. Để mình mình coi cái vị cho một xíu đường nè. Xíu sữa vào. Rồi. À, đây là cái chén ngũ cốc. Bây giờ mình sẽ qua mình lấy những thêm những món ăn nữa. Sự Nguyễn sẽ lấy một thứ một ít để chia sẻ với mọi người. Mà trước khi mà Sự Nguyễn chia sẻ thì Sự Nguyễn sẽ giới thiệu với mọi người về cái view ở đây nè. Đây, mọi người ra thấy cái view ở ngoài này là quá đẹp, một cái khách sạn 3 sao đầy đủ luôn. Đó, đó là cái không gian từ lúc nãy Sự Nguyễn chia sẻ mọi người thấy không? Đó, một cái hồ bơi này quá đẹp ha. Cái này mà độ sâu của nó là 1,3 mét. Quá đẹp, một buổi sáng tuyệt vời mọi người. Cái hồ bơi nước rất là trong xanh luôn nè. Đẹp lắm này, cameraman lại quay hồ bơi này. Nước quá trong luôn á. Quay một vòng cho cô chú anh chị và các bạn xem. Quá đẹp ở này ha. Không gian quá là đẹp. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau. Bên kia cũng có phòng tập thể dục nữa. Các cái phòng tập thể dục, tập gym này mọi người đó. Ai có tập thì tập. Kia này cameraman. Cái phòng đó. Đó, mọi người thấy đẹp không? Cái phòng đó có mấy tập thể dục luôn. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đi lên trên này. Và sẽ cùng nhau lên lấy đồ ăn. Chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn nha. Nói chung là do Sự Nguyễn review nhiều về ở đây và Sự Nguyễn quá hài lòng ở đây. Ok. Giờ mình sẽ lấy cái này. Mình lấy một thứ một ít để chia sẻ cho mọi người biết. Tuy nhiên cho Sự Nguyễn không ăn hết. Đây là cải xào tỏi này mọi người. Mình ăn bao nhiêu mình lấy bấy nhiêu. Mình chống lãng phí nha. Đây là cơm chiên này mọi người thấy không? Cơm chiên Sự Nguyễn cho một ít là luôn. Ít thôi. Cá bắp màu vàng rất là đẹp ha. Đây là bún xào. Bún xào. Đây là miếng, kiểu như miếng xào hả mọi người ha. Miếng xào thập cẩm. Cái này cháo, Sự Nguyễn lấy cái chén múc một xíu cháo ăn cho nó ấm bụng. Đây xíu cháo ha. Đây là những cái topping bỏ vô trong cái cháo này. Sự Nguyễn ăn ớt, ăn hành. Tiêu và gừng. Quá là ngon ha. Sự Nguyễn lấy luôn một lần lại chia sẻ của chú anh chị và các bạn nha. Cái này là thịt xúc xích ba rọi xông khói. Xúc xích ba rọi xông khói. Mình cứ lấy mình ăn mình chia sẻ thử hương vị nha. Này là lagu này mọi người. Lagu mình nhìn cái màu sắc rất là đẹp. Lagu gà nấu cà ri ha. Sự Nguyễn sẽ lấy cái chén. Đây là cà ri gà này mọi người. Nhìn hấp dẫn quá ha. Quá là xuất sắc à. Mùi thơm lắm. Đứng đây mùi thơm nức mũi luôn.
thấy ta luôn một lần rồi rồi bưng đi luôn một lèo ha. Cái này là bánh đúc, bánh đúc là Sự Nguyễn có chia sẻ rồi thì thôi Sự Nguyễn không chia sẻ nữa nha. Cứ lấy đồ lên là chia sẻ với cô chú anh chị. Cái này là khoai lang nè mọi người. Khoai lang mình lấy một củ nhỏ nhỏ nha, ăn cùng với cameramen đi, nhiều quá ăn không hết luôn. Rồi cái này là bánh bao, một cái bánh bao, coi thử cái vị như thế nào ha. À, bánh bao. Rồi cái này để Sự Nguyễn lấy thêm một tí cho cô chú anh chị và các bạn coi nha, là bánh đúc. Ôi bỏ vô đây, bánh đúc Sự Nguyễn bỏ một miếng vào này rồi. Rồi cho nó curry vào, để bánh bao lại để cho nó gọn lại. Rồi là mình đi qua mình lấy thêm đồ đây nha mọi người. Rồi bây giờ là cho thêm một ít bánh ướt ha. Đó, đây là nãy giờ những cái đồ Sự Nguyễn lấy nè, ngũ cốc rồi bánh ướt nè, lấy một miếng bánh ướt. Sự Nguyễn thích ăn này lắm mà do nhiều món quá ăn không hết à. Cho hai miếng, ra cho miếng thịt này vào nè, ăn với bánh ướt ha. À. Rồi cho miếng chả lụa, rồi cho rau vào đây, dưa chua này, Sự Nguyễn thích ăn dưa chua với cái này nè. Dưa leo, xà lách và rau này. Rồi đó mọi người, quá là hấp dẫn ha, cho xíu giá nữa vào. Giá sót, cái này ăn giá trụng nó mới ngon. Ở Quy Nhơn Sự Nguyễn hay ăn kiểu giá trụng á. Cái này thì mình cho lên nè, hành phi nè, hành mỡ hành, hành phi và đậu phộng ha. Rồi tiếp theo là mình sẽ lấy nước chấm. Đây, Sự Nguyễn cho luôn cái bún này, bữa giờ Sự Nguyễn chưa ăn cái bún này. Đây là cái bánh hỏi nè, chia sẻ cho mọi người gấp lô cameramen luôn nha, hai mình ăn chung rất nhiều là phí đó. Một bánh hỏi tím, một bánh hỏi trắng. Rồi cho ra cái này, cho thêm bún này vào, nhìn cái dĩa bún hấp dẫn quá mọi người. Đó, cái miệt bún nhìn hấp dẫn chưa, ít thôi. Rồi đó, một xíu bún, cái này một miếng kim bắp sushi, rồi cho miếng thịt nguội này vào luôn. Cái này là gì ta, cá chiên, cho một miếng vào luôn. Rồi cái này là thịt nguội nha mọi người, thịt nguội luôn. Rồi, dưa leo. Đó. Hai miếng cà chua một quả, hai người hai quả, cameramen quả. Rồi xong, bây giờ là tới phiên Sự Nguyễn lấy nước chấm ha. Đây là nước chấm, nước chan. Nước mắm này Sự Nguyễn bắt đầu thấy dịu dịu nhưng mà sau này ăn thấy ngon ha mọi người. Rồi đây là phần của Sự Nguyễn. Tiếp một cái, lấy hết luôn rồi đi luôn ha. Và bây giờ là cái phần này nè, rau củ quả Sự Nguyễn sẽ lấy luôn một lần. Đó, mọi người thấy cái hấp dẫn không? Đây, lấy một miếng bông cải này nè, rồi một miếng cứ hai đi, cameramen một miếng, Sự Nguyễn một miếng ha. Đó, rồi cái này cho một ít vào, này là dưa chua, cà rốt, cho cà rốt vào nè. Rồi cho thêm chút nữa, cái này Sự Nguyễn thích ăn mọi người, hơi khó múc ha. Rồi cho ít hạt bắp vào, thứ ít nha mọi người. Cái này là kim chi, cho một lát này vào nè. Rồi cho ít này vào luôn nha. Đây xong, quá là xuất sắc. Rồi trước mắt là bao nhiêu đây, mình sẽ bê về nơi của mình.
Rồi, mình đi về đây. Đây là những cái món tại bàn mình. Mình đi lấy thêm ớt với thêm gia vị luôn. Còn một cái phần gì nữa? Rồi, đi qua bên kia bưng thêm. Sẽ mượn cái chén này đi qua đây luôn. Còn cái phần này đem về nè. Ok, để đây luôn, đi. Đây mọi người à, ớt. Bên này có bún gì với hỏi bà, quay bà. Bún mọc. Em đọc lại cái địa chỉ với lại khách sạn của mình được không em? Dạ, địa chỉ khách sạn là 318A Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, quận Bình Dương. Khách sạn gì em? Dạ, khách sạn Demira Boutique. Demira Boutique, khách sạn 3 sao rất là đẹp. Mà cái giá thành là 850 là quá mềm luôn á. Cho chị một tô bún mọc. Dạ vâng. Với lại một dĩa ớt la luôn ha. Dạ vâng. Cảm ơn em. Đây là sự nguyện lấy ớt. Trong khi chờ bếp nha. Ớt với chanh. Làm chị tô ít ít thôi. Dạ vâng. Rồi. Ở đây là gồm cá tiêu mọi người. Thì mình muốn ăn cái gì mình lấy luôn, mình mang về mình trộn mình ăn luôn ha. Đây. Ớt tương. Đó. Tương đen. Rồi, đây là tương cà. Lấy một thứ một ít cho cô chú anh chị và các bạn chia sẻ thôi nha. Cho đây là xì dầu nè. Bây giờ ăn bánh mì ấp la với ăn bánh mì à, lại quay bếp làm món bún mọc à. Quá hấp dẫn à. Đưa này, cảm ơn em nha. Rồi, cho chị một quả ấp la. Đây là cái phần bún mọc của Sự Nguyễn. Trong này có gì sẽ review lại chỗ bàn. Đây là bạn bếp, bạn đang làm cái món trứng ấp la kìa. Cameraman quay bạn. Cái này là rau mình mang đi đúng không? Hay là mình được... Chị muốn ăn rau thì mình sẽ cần thêm rau. À chị em. Là múc chung luôn rồi đúng không? Vậy là trong này cá rồi. Dạ. Ok, cảm ơn em. Rồi, bây giờ mình sẽ đi về bàn. Mình cùng nhau chia sẻ món ăn với mọi người nha. Rồi mình sẽ chia sẻ hết luôn cái phần này nữa là lại ăn á. Đây là lấy đây là bánh mì nha. À, bánh mì sandwich. Hà lấy một miếng thôi, hai miếng không ăn hết luôn. Cái này là cái ổ bánh mì này Sự Nguyễn sẽ cho vào bên trong cái lò này nè, để lò này nướng luôn nè mọi người. À. Rồi. Thì đây nè, quay trong khi món bánh mì là mình được quay nóng như thế này. Bánh mì nó sẽ chạy ra này cho mình ăn cho nó nóng thôi. Rồi đây, ổ bánh mì. Rồi. Nóng, nóng liền luôn á. À, bây giờ là cái này là pate nè mọi người. Mình thấy pate rất là... Đây, đây là cái pate. Ôi, ít thôi. Pate này ngon, hôm qua Sự Nguyễn ăn rất là ngon ha. Cứ cho vào này ăn nhiều mà mình lấy bao nhiêu ha. Cái này mình có lấy cái mứt này mình ăn thử để mình chia sẻ với mọi người nha. Anh em mình cứ dùng thử đây. Đây là mứt cam. Mứt cam mà sao cái màu nó vậy ta. Đây mứt đậu phộng bơ. Đậu phộng. Đây là mứt Việt Quốc. Ok, Sự Nguyễn chia sẻ thứ ít ha. Rồi, bây giờ mình qua mình lấy bánh nữa. Đây là gồm có bánh ngọt đan mạch nè mọi người. À, bánh ngọt đan mạch. Rồi, đây là bánh bông lan trà bông. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái phần trái cây luôn hả ha. Đây, trái cây thì mình sẽ lấy là thanh long. Rồi, chanh dây. Đó. Rồi, táo. Một hũ sữa chua nha mọi người. Sữa chua ở đây Sự Nguyễn ăn rất là ngon. Cái vị giống, Sự Nguyễn làm cái vị giống y như này luôn á. Cái vị Sự Nguyễn với vị này giống nhau. Đây là kem phờ lăng này. Ok. Đây mình sẽ lấy một đĩa kem phờ lăng nữa rồi. Là xong. Đây là những gì mà Sự Nguyễn muốn chia sẻ đến cho cô chú anh chị và các bạn. Để sau này ai biết đến buffet ở đây thì Sự Nguyễn thấy quá tuyệt vời. Đây là cái bàn của Sự Nguyễn này. À. Trên bàn này thì gồm cái gì đây mọi người?
những gì Sự Nguyễn lấy nè, cameraman quay thẳng lên, quay thẳng cái màn hình lên, chia sẻ hết món ăn lên này cho cô chú anh chị và các bạn. Đó là những món ăn mà Sự Nguyễn muốn chia sẻ đến mọi người nha. Sự Nguyễn sẽ mời mọi người cùng ăn với Sự Nguyễn nha. Rồi bây giờ mình cùng nhau ăn. Đầu tiên là Sự Nguyễn sẽ ăn cái bánh mì cho mọi người. Sự Nguyễn rất là thích ăn bánh mì trước tiên. Rất là hấp dẫn luôn. Nhưng mà cái ngũ cốc này mình cũng phải ăn nữa mọi người ơi. Sự Nguyễn thử cái vị ngũ cốc nha. Hồi nãy Sự Nguyễn pha nó nhẹ nhàng một tí à. Quá ngon. Cái bộ ngũ cốc này nếu mà ăn ăn sáng ăn cái này vô mình có thể giảm cân khi ăn sáng luôn. Chuyên ăn quá ngon. Bây giờ Sự Nguyễn chưa ăn hết. Tuyệt vời hả? Đáng lẽ là bỏ riêng ra mình làm tự pha. Sự Nguyễn cho chung hết ra luôn. Rất là ngon luôn. Đây nhà Sự Nguyễn sẽ ăn bánh mì. Bánh mì Sự Nguyễn đã chia sẻ rồi, cái bánh mì sandwich này Sự Nguyễn sẽ chia sẻ với mọi người nha. Sự Nguyễn sẽ quét cây pate lên nè. Cái pate này là cắt ra một nửa để mọi người, bởi vì Sự Nguyễn chia sẻ thử cái mức kia nó như thế nào nha. Cái mức đó Sự Nguyễn chưa ăn. Đây, đây là pate Sự Nguyễn thích ăn như thế này. Đây, đây là ốp la và đây là những cái gì Sự Nguyễn lấy này ha. Chả lụa. Đây, mình sẽ cho chả lụa lên đây đi. Rồi thịt nguội đi ha. Gọi là bánh mì sandwich mình cũng làm được một ổ như thế này mọi người. Có ai thích ăn kiểu như thế này không? Ai thích ăn gì thì mình chia sẻ nhau nha em mọi người. Rồi cho cái miếng dưa leo này vào, cho một ít salad nữa. Rau vào. Rồi, quá là ngon rồi đó. Giờ Sự Nguyễn sẽ ăn thôi vị như thế nào nha. Không thể nào thiếu xì dầu, ớt, sắc. Mời mọi người nha. Gọi là cái bà phê thơm ngon. Ngon quá. Quá tuyệt vời nè. Ngon lắm á. Wow. Không biết sao Sự Nguyễn quá hài lòng về cái video đây. Không biết là nó làm sao luôn. Cái pate cực kỳ thơm ngon ha. Cho một tí xì dầu này vào nữa thôi mà cái hương vị nó tăng. Wow. Ngày đây ngày thứ ba Sự Nguyễn chia sẻ bắp xe. Mọi người có đến cái khách sạn The Mira. Giờ chỉ nãy bạn bếp bằng cái đầu hả? Và Sự Nguyễn có cái chia sẻ vài lần rất là ok ha. Sự Nguyễn có lấy hai loại nước này. Qua giờ Sự Nguyễn uống nước soi thấy ngon. Mà không biết là nước dưa hấu này có ngon không nha. Nước dưa hấu rất là thanh, rất là thơm và ngon. Nhưng mà do Sự Nguyễn thích uống chua chua mọi người, rất là ngon luôn á. Cái địa chỉ này nè mọi người, khách sạn The Mira
318A Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đó, số điện thoại 0884274362888. Một cái khách sạn và kim luôn nhà hàng mà Sư Nguyễn quá hài lòng. Giờ Sư Nguyễn mời mọi người ăn cái miếng cháo thử là cái hương vị cháo ở đây bếp mình nấu. Cái hương vị nãy giờ Sư Nguyễn bỏ topping vào cũng rất là thơm ngon hòa quyện nè. Mình quậy đều lên. Là cháo này là cháo thịt bằm, Sư Nguyễn có cho gừng, cho hành và wow, rất là thơm ngon nha cái vị. Cái trứng bích thảo nữa, không hiểu sao mà Sư Nguyễn quá hài lòng về cái view cũng như là món ăn ở đây. Quá xuất sắc luôn á, không cần nêm luôn á. Sư Nguyễn trong cho thử xíu nước mắm sắc ớt này vào nha. Cho thử vào nha, thử thôi cho cái vị quá ngon rồi. Đừng hưởng mơ. Nói chung là quá tuyệt vời, nêm vào đậm đà. Bây giờ là cái món mà Sư Nguyễn muốn chia sẻ đến mọi người. Hôm qua do Apla Sư Nguyễn có chia sẻ rồi ha, Cari Sư Nguyễn chưa chia sẻ. Sư Nguyễn thử cái bánh bao này đi, nhìn cái bánh bao hấp dẫn muốn ăn luôn á. Đây, wow, đây, cái bánh bao nhìn màu sắc rất là đẹp, ha, làm rất là đẹp. Wow, nhưng gì đây ta? Đây, ăn thử nha mọi người. Ngon, quá ngon. Thấy chính là ngon rồi em. Ngon ngon. Cái này thì mình thấy ăn chung với ăn xì dầu với tương ớt. Sự người thích ăn bánh bao chấm xì dầu. Ngon mọi người. Bánh hỏi thì mình cũng chia sẻ rồi. Nãy giờ là sự người đi chia sẻ những cái món gì vậy? Là cá ở trên này thôi. Thấy không? Cái sự người ăn thử cái miếng cá chiên, cá chiên hả? Giòn, giòn dai thơm ngon ha. Ok, quá xuất sắc luôn. Quá ngon. Đây là cái bún với bánh ướt mà Sư Nguyễn có chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn rồi nè. Mình cho một xíu nước mắm này vào. Mình cho bún đi, hôm qua giờ Sư Nguyễn chưa chia sẻ bún khô cho mọi người nè. Đây là bánh ướt luôn ha, bánh ướt với bún khô. Rồi, đây, ăn thử miếng bún khô với nước mắm này thử nó có hợp không nha. Chứ còn bánh ướt thì quá hợp rồi. Ngon quá. Sợ Nguyễn thấy cái nước mắm kẹo là Sợ Nguyễn sợ, mà người sợ nó ngọt, nó không ngon. Mà quá ngon ha. Cho miếng dưa leo vào nữa. Mọi người có dịp đến đây mọi người ơi. Quá hài lòng luôn. Rồi, chấm vào. Có nhiều cách ăn lắm, một là chan vào, hai là chấm vào, nước mắm nó kẹo nè. Quá ngon. Rồi, sushi. Thật sự ai từng ăn có cũng hợp khẩu vị. Quá hợp ha. Sushi
Cái này mình chấm với người ta. Mình thích chấm với tương xì dầu. Tương xì dầu. Ngon nha. Đúng không? Cái gạo cơm á, cái gạo sơ sơ nó không có dẻo mà nó cũng không có ngon. Nó mềm, nói chung là ngon, không biết diễn tả sao nhưng mà rất là ngon. Món ăn mà sự nguyện không thể nào mà thiếu ăn rau á, không có rau sự nguyện khó ăn. Quá ngon. Xà lách giòn, giòn lắm, giòn ngon. À, rồi mình thử cái xúc xích ở đây thử nha. Không phải xúc xích ở đây thử như thế nào. Ôi. Đây là xúc xích tự làm trong hồi xúc xích mua. Do là tụi mình ăn nó không có giống với xúc xích tụi mình hay mua. Quá ngon ha. Tuyệt vời. Giòn. Giòn. Thơm. Ngon quá, không biết nó làm sao chứ. Rồi bây giờ tụi mình sẽ ăn một miếng ốp la với lại bún nữa là xong. Là những cái gì mà tụi mình muốn chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn nha. Ốp la mình cho tương xì dầu vào nè. Xì dầu rồi cho tương ớt vào. Như thế hả? Đây Sự Nguyễn sẽ đánh lên đây. Ở đây hòa đổ rất là đúng ý Sự Nguyễn luôn nè mọi người. Hòa quyện vào luôn ha. Rồi, quá tuyệt vời. Quá ngon. Ngon quá. Rồi nha. Quá ngon. Mọi người sẽ ăn một miếng rau này. Bây giờ thử cái tô bún mọc nữa là xong á. Cô chú anh chị và các bạn. Để Sự Nguyễn lấy đôi đũa. Ngon ăn. Tô bún mọc mà Sự Nguyễn chia sẻ đến mọi người á là ba ngày, ngày đầu tiên là ăn hủ tiếu Nam Vang cũng rất là ngon, rất là ngon chứ không phải cũng nữa. Ngày thứ hai là miếng gà ngon và hôm nay là bún mọc. Đây nè mọi người, đây là bún mọc nè. Đây cameraman, bún mọc là gồm có những cái cục mọc như thế này nè. Vậy là bún mọc ha. Rồi có thịt nè, cái thịt này ai biết ăn mỡ là ngon, xong rồi không biết ăn mỡ. Đây là cái tô bún mọc của nhà hàng khách sạn. Sự Nguyễn cho miếng chanh với ớt vào ha. Rồi nặng chanh vào nữa. Ôi quá ngon ha. Rồi cho thêm một tương ớt sa tế là cái này nè mọi người. Sự Nguyễn cho vào hết luôn nha. Đây nó mới hấp dẫn. Quá hấp dẫn luôn ha. Rồi Sự Nguyễn mời mọi người nha. Trộn đều lên. Quá xuất sắc. Rồi, mời cô chú anh chị và các bạn cùng dùng chung. Đem đem mấy người xuống đi. Đừng ngưỡng mọi người nha. Ồ, nhìn cái màu quá đẹp luôn. Wow. Món này Sự Nguyễn có ăn ở ngoài Hà Nội rồi nhưng mà hương vị không có hợp bằng ở đây nha. Hình như cái khẩu vị của Sự Nguyễn hợp với ở đây hay sao ạ. Quá ngon. Wow, ngon quá mọi người ơi. Ở dưới này là cả rau, cả giác rồi. Bếp đã sẵn hết rồi. Mình không cần phải lấy thêm. Rất là thường thường rất là rau.
Giả lụa. Uống mọc là không thể thiếu giả lụa hả? Wow, quá xuất sắc. Tưởng thử cái đi nữa là xong á mà. Cô chú anh chị các bạn quá nè. Mà cái này Tưởng Nguyễn ngồi nhâm nhi thôi chứ không thể nó ăn hết được một lần. Để nhâm nhi với cameramen. Đây là bánh mì chấm cà ri nha. Cái hương vị nãy Tưởng Nguyễn múc là rất là thơm ngon. Rồi, Tưởng Nguyễn mời nha. Cái vị vừa ăn thơm ngon chứ không có bị đậm mùi cà ri ha. Khoai tây quá dẻo luôn, dẻo bùi. Trời ơi, cà rốt cũng ngon, nó thấm hết vô trong cái rau củ. Ăn một miếng gà nữa là biết là thịt gà đây hôm qua Tưởng Nguyễn ăn ngon mà. Ngon quá, thơm ngon. Rồi là ở đây là quá xuất sắc nha. Mọi người có dịp đến Bình Dương nhớ ghé đến khách sạn này, quay kỹ và chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn nha. Khách sạn này nha mọi người. Đó. Đây là cái địa chỉ mà Dự Nguyễn chia sẻ. Rồi thì sau đây Dự Nguyễn xin uống miếng nước. Sau này Dự Nguyễn xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm yêu thương theo dõi. Yêu thương đăng ký kênh và ủng hộ đặc sản Bình Định là đặc sản Tây Bắc Bia Camel Bichita, ủng hộ Sở Nguyễn nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.